Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì còn có một ngày và 20 giờ nữa là DGU đã chuyển sang cái tháng 12 và giá của đi của cổ phần của DGU sẽ tăng lên 0,16 đô. Thế còn một thời gian là rất ngắn nữa thôi thì hơn một ngày nữa thôi thì cái giá trị của chúng ta sẽ tăng từ 0,15 0,16. Nên anh chị em ta tập trung ta nghiên cứu tìm hiểu cái để chúng ta vào những cái gói đầu tư chúng ta cho nó được hiệu quả và lợi nhất. Thì có một cái tính làm video này để lưu ý cho anh chị em khi tham gia vào cái hệ thống DGU nào. Thứ nhất là có khi mà DGU ta huy động vốn cộng đồng vào tháng 12 hay năm 2019 và hiện nay là cũng sắp được tròn 2 năm rồi, chuẩn bị sang sinh nhật công ty 2 năm rồi. Các cái gói đầu tư thì DGU rất nhiều các gói đầu tư khác nhau anh chị em. Đấy, từ cái gói nhỏ nhất 50 đô, 100 đô đến 150 và 200 đô. 250 vân vân, có 16 gói thì từ 50 đô trở lên. Và đặc biệt cái là DGU cho chúng ta trả góp là cái gói nhỏ nhất là 50 đô cũng được phép trả góp là 5 tháng. Và mỗi tháng 10 đô. Đấy. Và cái thời gian thì các cái dự án khác ấy thì cái thời gian mà chúng ta chậm trả góp thì là 20 ngày hoặc là 1 tháng. Nhưng mà DGU thì trả góp quá hạn là vượt qua 3 tháng thì công ty mới đóng lại cái khoản đầu tư chúng ta. Và trong suốt quá trình trả góp thì ví dụ anh chị em đang trả góp ví dụ 500 đô một tháng mà anh chị em không đủ tiền 500 đô, anh chị em có thể góp 50, 100 hoặc 200, 300. Tùy và sau đó chúng ta sẽ trả dồn vào các cái tháng phía sau vẫn ok và công ty vẫn duy trì cái gói chúng ta để giữ được cái giá trị, cái tỷ giá của cổ phần của DGU. Tiến nhắn nhủ với tất cả những anh chị em chúng ta đang lắm thông tin của DGU và chia sẻ xây dựng hệ thống và chia sẻ cơ hội DGU thì để chúng ta có cái quyền lợi cao nhất thì chúng ta nên mua các cái giấy phép kinh doanh này. Thì khi chúng ta mua giấy phép kinh doanh thì chúng ta sẽ được chuyển vào sang cái chương trình liên kết 2.0. Và ở đây thì có các cái cấp độ từ D0 đến D7. Đấy, thì D0, D7 thì cái cấp độ là D7 là cái cấp độ cao nhất. Thì chúng ta sẽ được 0,5% cái doanh thu của công ty. Đó là con số rất khá là lớn anh chị em. Đấy. Và khi anh chị em tham gia mua giấy phép thì nó có 3 cái cấp độ để anh chị em mua giấy phép kinh doanh. Thứ nhất là 15 đô thì chúng ta sẽ được là kinh doanh trong vòng 1 tháng thì được hưởng cái chương trình liên kết 2.0. Còn 30 đô thì chúng ta sẽ được là 3 tháng. Còn 100 đô thì sẽ được 1 năm. Đấy, anh chị em có 3 cái mức như vậy thì anh chị em căn cứ và chúng ta mua. Đấy. Ở đây thì Tiến cũng đã mua cái giấy phép kinh doanh trong vòng 1 năm rồi, 100 đô. Đấy, 100 đô và hưởng chương trình liên kết kinh doanh thì như thế nào? Thứ nhất là ở cái cấp độ là anh chị em sẽ được hưởng là ví dụ ở cấp D5 của Tiến đây. Thì nó sẽ được hưởng là thu nhập liên kết là 15 cấp độ thu nhập doanh thu hệ thống là 1%. Đấy. Tuy nhiên nó kèm theo một số cái điều kiện và các gói đầu tư như thế nào. Đó. Và Tiến chỉ lưu ý cho anh em là cái chương trình liên kết 2.0 này nó có cái F1 thì chúng ta được 15%, F2 được 8%, F3 thì được 5%, và F4 thì được 4, được 3, rồi được 1, được vân vân đến 15 tầng là 0,5, 0,1% cho anh chị em. Tùy vào cái cấp độ chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ được hưởng sâu tầng. Đấy. Khi mà anh chị em chỉ cần tham gia DGU, chúng ta chỉ cần tham gia đến 10 đô thôi. Và chúng ta mua giấy phép kinh doanh thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi chúng ta xây dựng hệ thống. DGU là một trong cái công ty phát triển về công nghệ về trí tuệ nhân tạo cũng như là công nghệ blockchain hiện nay đang phát triển cực kỳ là mạnh. Đấy, hai cái xu hướng mà anh chị em thấy là hai cái xu hướng thu hút được dòng tiền cực kỳ lớn đó là cái trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain. Thì dự kiến năm 2024 thì cái toàn cầu chúng ta đầu tư vào trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khoảng 500 tỷ đô. Thì đây là một trong những cái công ty mà anh chị em cũng được đón đầu và chúng ta được tham gia vào cuộc cách mạng này. Và một cái nhánh của cách mạng bùng nổ này thứ hai là crypto.
Đấy. Thì khi anh em mua cổ phần của DeGil thì sau này anh em sẽ được tặng cái đồng token của EIOA.fi, tức đây là một sàn giao dịch DeFi, một sàn giao dịch chuỗi chéo của DeGil đang phát triển và đang test net, và hiện nay có khoảng gần 100.000 người tham gia thử nghiệm và bắt đầu tham gia vào mạng lưới này rồi. Đó. Mà có hai cái quỹ là quỹ BR Capital và cái quỹ VVC đã đầu tư và phát triển cái EIOA.fi này trong thời gian tương lai. Trong cái tháng 12 thì công ty sẽ tổ chức một cái cuộc thi hack marathon để cho tất cả những nhà đầu tư, những các quỹ đầu tư lớn họ vào, họ được giải, họ tham gia vào cái mạng lưới EIOA.fi, và quý 1/2022 chắc chắn là EIOA.fi sẽ bùng nổ thôi. Đấy. Thì đấy là một trong những cái tạo tiền đề DeGil thu hút nguồn vốn rất lớn vào trong cái hệ sinh thái của mình. Đấy. Và hiện nay thì DeGil là đang giá với 0.15, mà còn hơn một ngày 20 giờ thôi DeGil sẽ lên tỷ giá 0.15. Từ khi thành lập huy động vốn đến nay thì DeGil từ giá 0.02 lên 0.015 và sắp đến 0.16, thì có nghĩa là tài sản của chúng ta khi tham gia vào đây đã tăng gấp 8 lần rồi. Đấy, 800%. Đấy là anh em lưu ý là chúng ta có một số thông tin đến chia sẻ như vậy. Thì video này tập trung đặc biệt cho những anh em đang xây dựng hệ thống của DeGil. Những anh em nào được xây dựng hệ thống phía dưới thì chúng ta hãy mua các cái giấy phép kinh doanh này. Thực ra với những anh chị em mà xây dựng và chia sẻ cộng đồng thì để mua cái giấy phép kinh doanh là 15 đô, 30 đô hay 100 đô thì nó rất bình thường thôi, và cái hoa hồng của anh chị em nó sẽ bù lại rất là nhanh. Chúng ta hãy tính toán trong hệ thống của mình chúng ta xây dựng. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em.